Vâng, anh chào mấy bác nha. Em sẽ nổ con máy này lên để mấy bác nghe cho kỹ tiếng máy, nghe cái độ bốc của một con máy, nghe cái vòng tua của con máy. Rồi mấy bác sẽ thấy cái độ hoàn thiện của một con máy phiên bản đặc biệt của ECHO. Và chốc nữa em sẽ nói tại sao em nói nó là phiên bản đặc biệt. Thì mấy bác cứ cảm nhận tiếng máy, rồi mấy bác phán xét này nọ. Và chắc chắn là nhiều bác đã từng gặp rồi, còn em thì lần đầu tiên em gặp. Đấy, đối với em là lần đầu tiên em gặp con này. Thì bây giờ em sẽ nổ nó lên. Thì mấy bác đừng tiếc cho mình like nha. Chưa đấu công tắc nên em tắt bằng le. Thì con này cũng chẳng phải gì ghê gớm, thì con 310 thôi. Đấy, nhưng mà phiên bản này phiên bản đặc biệt của ECHO, nó xài chế máy cưa nên tại sao mà nó lên vòng tua nó ngót máy. Thì lần đầu tiên em gặp được con này. Thì bác nào đã gặp rồi thì kêu ừ tôi đã gặp rồi. Để comment trên để anh em mình giao lưu. Và con này là con 310, bình xăng của nó về là nó nguyên rin nó như này luôn nha, nó rin luôn á. Đấy, mọi người coi này. Nguyên rin chưa rửa, về vô xăng nổ luôn. Đấy, mọi thứ chế chiếc, nó rất là độc lạ. Gần như lần đầu tiên là em gặp nó, chứ chưa gặp đến con thứ hai. Và để mà nó chịu được vòng tua cao, thì ECHO đã trang bị cho nó một bộ ống cần 28 ly. Đấy, mọi người coi đầu bò bự. Nên là em mới nói là em chưa gặp bao giờ. Đấy, chứ còn nếu như mà nó bình thường thì em đã gặp nhiều rồi. Còn nó như thế này, 310 như thế này thì giờ em mới gặp nha mấy bác nha. Đấy, đây ECHO Kirik 310, có số đuôi là 515. Thì bác nào mua thì alo em. Thì giá nó chỉ trên 2 triệu tí thôi. Đấy. Thì em chưa gặp. Nhưng mà mấy bác đã được sở hữu một con máy mà nó đường kính ống cần lên đến 28 ly. Chạy trên máy cưa rất là bốc máy. Đấy. Thì cái vòng tua nó lên lẹ. Mình làm rất là đạt hiệu quả. Nếu như em đoán không nhầm. Với cái con như thế này, 36 ly như thế này. Thì nó chạy chế này thì cái độ mạnh của nó phải ngang với một con 38. Đấy, chứ nó không thể giữ được. Đó là theo quan sát của em và theo kinh nghiệm của em làm máy và theo nghe như cái tiếng máy của nó như thế này thì em nghĩ nó ít nhất nó phải đạt ngang với một con 38 ly. Đấy. Và dòng ECHO này là một dòng siêu bền, rất là bền, bền bỉ. Và em chưa dọn dẹp chưa gì cả. Thì mấy bác vui lòng, nếu như mấy bác nào mà thiệt sự ưng mắt thì alo em. Em sẽ cố gắng em dọn dây ga cho nó đẹp đẽ. Em sẽ loại bớt đi những cái phần thừa này. Em sẽ làm cho nó theo một dây ga. Nó vẫn có những cái bát cong này. Đấy. Và ri ra đó nhưng nó liền mạch để nó tránh bị đất nhét vô những cái phần này để nó hư hao. Chứ còn rin của nó là nó vô như thế này luôn là chạy thôi. Đấy, nhưng mà nó cũng đã bị như thế này do quá trình gập viết đồ lung tung. Thì em sẽ có cách của em. Em đã không làm thì thôi, đã làm là rất là tuyệt vời ở cái phần này. Bao mấy bác là về chỉ cần búng, búng thôi là lên ra. Búng là bay đó. Gọi như kiểu làm nồi xe máy đó, gọi là búng là bay đó. Bay là búng, búng là bay. Thì con này là con ECHO. Và em sẽ làm cho nó một cái lỗ thở nữa để cho nó thở bình xăng, cho xăng nó xuống. Đấy, cho nó đâu vô đó. Để về là mấy bác chỉ việc sử dụng thôi. Đấy. Thì con này là ECHO phiên bản đặc biệt, gần như là em chưa gặp. Đấy. Chứ còn nếu như mà em đã gặp rồi thì cũng không lên tiếng ở đây làm gì. Thì bác nào đã từng xài thì cứ comment trên để mọi người hiểu. Chứ còn em thì em chưa hiểu dòng này. Còn nắp boe của nó thì đây.
Đấy, nắp boe thì cũng làm hết cái khả năng của mình, chứ cũng không có gì phải ngại ngùng hay xấu hổ gì cả. Nó như nào đây, nói chung là để em coi lại sau. Đấy. Ok, cảm ơn mọi người, em có điện thoại rồi, hơn 2 củ em nữa nha.